chuối à? Mình chia tay anh nhé. Gì cơ? Chia tay à? Em có nhớ rằng anh đã nói với em là nếu thiếu em, anh không thể sống. Em xin lỗi anh. Em rất yêu anh. Nhưng bố mẹ không cho em được tiếp tục yêu anh nữa. Em xin lỗi anh, tất cả là lỗi của em. Đừng xin lỗi. Em đã chia tay thì anh nghĩ chắc là do lỗi của anh không đủ để giữ em lại thôi. Được rồi, anh sẽ thực hiện lời mà anh đã từng nói. Anh chết đây. Bụt đây. Bụt ơi, anh giúp anh cứu mấy con. Ta thấy tình cảm của hai bọn người thật sâu động, ta rất là cảm động. Thế nên ta quyết định sẽ cho ngươi một điều ước. Hãy ước đi nhanh lên. Con ước rằng con có một làn da trắng sáng và không bị mụn nữa.